Bài thứ 14, chương thứ 3, phần giải thích. C. Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo, tiếp theo và hết. Phần 2, nói về hiểu biết và làm, hạnh hướng mà phát tâm. Chánh văn. Phải biết lối phát tâm này, biết và làm có phần thắng hơn lối phát tâm trước, tín phát tâm. Bồ Tát bắt đầu từ chánh tín, thập tín đến đây, hạnh và hướng, trải qua gần mãn một vô số kiếp thứ nhất, nên đối với chân như, các vị này hiện đã hiểu ngộ rất thâm thúy và sự tu hành không còn chấp tướng nữa. Bồ Tát biết tánh Phật của mình, tâm mình không có tham lam bỏng sẻn, nên tùy thuận theo tánh Phật tu hành bố thí ba la mật, bố thí rốt ráo. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không nhiễm ô, xa lìa các tội lỗi ngũ dục, nên tùy thuận theo tánh Phật tu pháp trì giới ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không khổ não, xa lìa các sân hận, nên thuận theo tánh Phật tu pháp nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình không có tướng thân tâm, xa lìa việc giải đãi, nên tùy thuận theo tánh Phật tu tinh tấn ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình thường định không có tán loạn, nên tùy thuận theo tánh Phật tu pháp thiền định ba la mật. Bồ Tát biết tánh Phật của mình sáng suốt không có vô minh, nên tùy thuận theo tánh Phật tu trí huệ ba la mật. Lược giải. Trong phần phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo có chia ra ba hạng. Một, tính phát tâm, tức là viên mãn địa vị thập tính mà phát tâm. Hai, biết và làm phát tâm, tức là ở địa vị tâm hiền, trụ hạnh hướng mà phát tâm. Ba, chứng nhập chân như phát tâm, tức là ở hàng thập địa Bồ Tát mà phát tâm. Đoạn này nói về hàng tâm hiền phát tâm. Hành giả từ khi phát tâm tu hành cho đến mãn địa vị tâm hiền, đây là đợt thứ nhất, phải trải qua một vô số kiếp. Sau khi mãn tâm hiền lên đến thất địa, hành giả phải trải qua một vô số kiếp về đợt thứ hai. Từ bát địa trở lên quả vị Phật, hành giả phải trải qua một vô số kiếp nữa về đợt thứ ba. Hành giả phải trải qua ba vô số kiếp như vậy, và trường kỳ kháng chiến với giặc phiền não nội tâm, bao giờ hoàn toàn thắng trận mới được thành Phật. Trong vô số kiếp thứ nhất, hành giả bị bại trận nhiều mà thắng ít. Đến vô số kiếp thứ hai là giai đoạn giằng co, hành giả năm ăn năm thua. Bước qua vô số kiếp thứ ba thì hành giả thắng nhiều mà thua ít. Vì hạng thứ hai là hiểu và làm mà phát tâm, cố nhiên phải hơn phần tín mà phát tâm. Từ địa vị thập tín đến địa vị tam hiền, vì hành giả tu hành đã trải qua gần mãn một vô số kiếp, nên ngộ được chân tâm nhưng chưa chứng nhập. Tuy nhiên, về việc tu hành, hành giả đã cởi mở rất nhiều những sự nặng nề về phần tu hữu tướng, chấp danh, trước tướng, và bắt đầu về vô tướng để nhập chân tâm thanh tịnh. Bồ Tát biết chân tâm mình từ bi hỷ xả, không có tham lam bỏng sẻn, nên tu pháp bố thí ba la mật để trừ tâm bỏng sẻn, tu tâm và nuôi dưỡng tánh từ bi hỷ xả, dưỡng tánh để trở lại hiệp với chân tâm của mình. Bồ Tát biết chân tâm mình thanh tịnh, không có các nhiễm ô tội lỗi, nên tu pháp trì giới ba la mật để trừ tâm nhiễm ô tội lỗi, tu tâm nuôi dưỡng đức tánh thanh tịnh, dưỡng tánh để hợp với chân tâm của mình. Bồ Tát biết chân tâm mình không có sân hận, nên tu pháp nhẫn nhục ba la mật để đối trị tâm sân hận, tu tâm nuôi lớn đức tánh vô sân, dưỡng tánh để hợp với chân tâm. Bồ Tát biết chân tâm mình không phiền não giải đãi, nên tu pháp tinh tấn ba la mật để trừ tâm giải đãi, tu tâm nuôi dưỡng đức tánh siêng năng, dưỡng tánh để hợp với chân tâm. Bồ Tát biết chân tâm mình thường định không tán loạn, nên tu pháp thiền định ba la mật để trừ tâm tán loạn, tu tâm và nuôi dưỡng tánh tịch tịnh, dưỡng tánh để hợp với chân tâm. Bồ Tát biết chân tâm mình sáng suốt không có si mê, nên tu pháp trí huệ ba la mật để trừ tâm si mê, tu tâm
và nuôi dưỡng trí huệ, dưỡng tánh để hợp với chân tâm. Tóm lại, Bồ Tát biết tâm mình không có các điều xấu tệ như tham lam bỏng sẻn, phá giới nhiễm ô, nóng nảy sân hận, biến nhát trễ nải, tán loạn và si mê, vân vân, mà trái lại có đủ các đức tánh tốt như từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, không sân si, tinh tấn, thường định và trí huệ, vân vân. Nên tu pháp lục độ để diệt trừ lục tệ, nuôi lớn các đức tánh tốt ở nơi tâm mình. Khi các đức tánh tốt, tánh Phật được hoàn thành viên mãn thì Bồ Tát sẽ thành Phật. Giải danh từ. Chữ Ba La Mật Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ bên kia, tức là bờ giác. Song chữ Ba La Mật này cũng có nghĩa là rốt ráo cùng tận. Như nói, bố thí Ba La Mật nghĩa là bố thí đến cùng tận. Chúng phàm phu khi bố thí còn chấp ta là người năng thí, làm ơn. Kia là kẻ thọ thí chịu ơn, vì còn dính mắc nơi tướng, chấp có nhân có ngã, nên bố thí mà không được Ba La Mật. Trái lại, Bồ Tát khi bố thí hợp với chân tâm thanh tịnh, không thấy có nhân có ngã, ta đây là người làm ơn, năng thí, kia là kẻ thọ ơn, được thí, nọ là vật bị thí, vì không dính mắc nơi tướng nên gọi là bố thí Ba La Mật. Năm món Ba La Mật sau ý nghĩa cũng như thế. Phần 3. Chứng nhập chân như mà phát tâm. Chánh văn: Bồ Tát từ sơ địa cho đến đẳng giác đã chứng được chân như, cũng gọi là chứng pháp thân. Các vị Bồ Tát khi đã chứng nhập chân như thì từ trên tâm chân như này khởi ra đại dụng, như trong nhất niệm mà có thể đi hết cả 10 phương thế giới, cúng dường chư Phật, thỉnh Phật chuyển pháp luân và mở đường dẫn dắt làm lợi ích cho các chúng sanh mà không cần đến ngôn ngữ. Hoặc vì để độ những chúng sanh căn tánh thấp kém, lo sợ phải trải qua nhiều kiếp tu hành mới thành đạo, nên Bồ Tát thị hiện mau thành quả Phật. Hoặc vì để độ những chúng sanh biến nhát trễ nải, nên Bồ Tát nói: Ta tu hành trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới được thành Phật. Các vị Bồ Tát mặc dù thị hiện ra vô số phương tiện như vậy, không thể nghĩ bàn được, song thật ra các vị này trình độ như nhau, sự phát tâm, chỗ chứng ngộ cũng đồng nhau, và đều trải qua vô số kiếp tu hành, không có kẻ mau, người chậm, vị này hơn, vị kia kém. Các vị Bồ Tát tùy theo mỗi quốc độ và trình độ thấy nghe, căn tánh sai khác, dục vọng không đồng của mỗi chúng sanh mà thị hiện ra nhiều hạnh. Bồ Tát đa hạnh, phương tiện độ sanh không giống nhau. Lược giải. Đoạn này nói chứng nhập chân như mà phát tâm, tức là Bồ Tát chứng được thể chân như rồi phát ra đại dụng của chân như. Các vị Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác đã chứng được chân như, cũng gọi là chứng pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Rồi từ nơi thể chân như này phát khởi ra diệu dụng không thể nghĩ bàn, như trong nhất niệm Bồ Tát có thể đi hết cả 10 phương thế giới, cúng dường chư Phật hoặc thỉnh Phật chuyển pháp luân. Và cũng từ nơi diệu dụng của chân như mà Bồ Tát giáo hóa làm lợi ích cho chúng sanh, hoặc không dùng đến văn tự ngữ ngôn. Có vị Bồ Tát vì muốn khuyến khích những chúng sanh thấp kém, lo sợ cho mình không thể đeo đuổi trải qua nhiều kiếp trường kỳ tu tập, nên thị hiện tu mau thành Phật để cho chúng sanh ấy khỏi lo sợ. Như nàng Long Nữ trong Pháp Hoa, ngài Quảng Ngạch trong Kinh Niết Bàn, ông Thiện Tài trong Kinh Hoa Nghiêm. Và có vị Bồ Tát vì những chúng sanh giải đãi bê tha sự tu hành, nên thị hiện trải qua ba vô số kiếp tu hành mới được thành Phật, để cho chúng sanh ấy thấy con đường còn dài, phải siêng năng tu hành như Đức Thích Ca trải qua ba vô số kiếp mới thành đạo. Bồ Tát tùy theo mỗi quốc độ khác nhau, trình độ thấy nghe của chúng sanh không đồng, mà thị hiện ra rất nhiều phương tiện không thể nghĩ bàn, bởi thế nên gọi Bồ Tát đa hạnh. Nhưng sự thật về trình độ của các vị Bồ Tát thì đồng nhau,
sự phát tâm, chỗ chứng ngộ cũng đồng nhau và đều trải qua ba vô số kiếp tu hành, không có sự mau chậm hay hơn kém nhau. Chánh văn. Lại nữa, Bồ Tát phát tâm có ba tướng di tế. Một, chân tâm, tức là tâm vô phân biệt, Phật trí. Hai, phương tiện tâm, tức là tâm tự nhiên làm lợi ích cho các chúng sanh, quyền trí. Ba, nghiệp thức tâm, tức là tâm sanh diệt rất di tế. Bồ Tát tu hành đến khi công đức thành tựu viên mãn rồi thì hiện thân cao lớn, báo thân hơn các thế gian. Ở trên cõi trời sắc cứu cánh Bồ Tát do nhất niệm tương ưng, hiệp với huệ, nên vô minh liền hết, gọi là được nhất thế chủng trí. Lúc bấy giờ Bồ Tát tự nhiên có diệu dụng không thể nghĩ bàn, hiện thân khắp mười phương thế giới làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Lược giải. Các vị Bồ Tát phát tâm vừa nói trên đều có ba tướng di tế như sau. Một, được thật trí, tức là chân tâm vô phân biệt. Hai, được quyền trí, tức là trí phương tiện phân biệt để làm lợi ích cho các chúng sanh. Ba, vị thuộc thức, tức là nghiệp thức sanh diệt rất di tế. Bồ Tát tuy được quyền trí và thật trí nhưng chưa rốt ráo như Phật, và vì còn vị thuộc thức kim cang đạo hậu vị thuộc không nên còn bị biến dịch sanh tử. Bồ Tát tu hành khi công đức được thành tựu viên mãn, đến phút tối hậu phá sạch vô minh di tế, nhất niệm hiệp với bát nhã huệ thì được nhất thế chủng trí, gọi là chánh biến giác. Lúc bấy giờ Bồ Tát hiện thân tự thọ dụng, báo thân cao lớn ngàn trượng, ở cõi tự thọ dụng độ, trên đảnh trời sắc giới, chờ đến thời kỳ sẽ đi bổ xứ làm Phật như Đức Di Lặc hiện nay ở cõi trời Đâu Xuất. Vị Bồ Tát này tự nhiên có diệu dụng thị hiện mười phương thế giới làm lợi ích cho các chúng sanh không thể nghĩ bàn. Tóm lại, từ khi phát tâm tu hành cầu quả Phật đến khi được nhất thế chủng trí thành chánh biến giác là rốt ráo sự phát tâm vậy. Chánh văn. Hỏi: trong hư không vô biên có vô tận thế giới, trong mỗi thế giới có vô số chúng sanh. Vì chúng sanh vô số nên tâm niệm và hành vi cũng khác nhau vô cùng. Nếu Bồ Tát đoạn vô minh không còn tâm tưởng thì lấy gì để biết tất cả pháp mà gọi là nhất thế chủng trí? Đáp: tất cả cảnh giới vốn là chân tâm thanh tịnh, không có gì khác. Song vì chúng sanh không như chân tâm thanh tịnh xứng tánh, lại khởi ra các tưởng niệm phân biệt, vọng thấy có các cảnh giới sai khác, nên không thể biết được cảnh giới vô tướng thanh tịnh chân tâm biến khắp tất cả của chư Phật. Chân tâm này đã là bản thể hiện ra tất cả pháp, và Bồ Tát vì đã chứng được bản thể của tất cả pháp, tất nhiên biết được tất cả pháp, nên gọi là nhất thế chủng trí. Nhờ nhất thế chủng trí này mà Bồ Tát tùy thuận theo trình độ của các chúng sanh lập ra các pháp phương tiện giáo hóa vô số chúng sanh. Lược giải. Đoạn này ngài Bồ Tát Mã Minh lập lời vấn đáp để giải thích những điều thắc mắc của thính giả. Thấy đoạn trên nói do Bồ Tát trong nhất niệm tương ưng với huệ nên vô minh liền hết, gọi là được nhất thế chủng trí, nên thính giả thắc mắc do vô minh mà có tâm tưởng, nhờ tâm tưởng nên mới biết được các sự vật. Nếu vô minh hết, tâm tưởng không còn, thì lấy cái gì để biết tất cả sự vật mà gọi là được nhất thế chủng trí? Bồ Tát giải đáp đại ý: tất cả các pháp nguyên là chân tâm, đó là định lý của Đại Thừa. Nếu còn vô minh và tâm tưởng phân biệt thì cố nhiên phải có năng sở bị thử, nên sự phân biệt bị cuộc hạn. Tuy biết mà biết không cùng khắp, cái biết ấy chỉ là tưởng niệm mà thôi. Trái lại, nếu vô minh hết, tâm tưởng không còn, tức là hiệp với chân tâm, mà chân tâm là bản thể của các pháp, biến khắp tất cả pháp. Cũng như trời đất non sông bể cả đều bao hàm hết thảy. Bởi thế nên hành giả trừ vô minh, diệt hết loạn tưởng, chứng nhập chân tâm thì mới biết được các pháp một cách rốt ráo, gọi là được nhất thế trí. Từ chân tâm này phát ra đại trí dụng, biết rõ tất cả pháp, tùy theo căn cơ của vô số chúng sanh
dùng vô số phương tiện để dẫn dắt chúng sanh, gọi đó là được nhất thế chủng trí. Chứng được nhất thế trí và nhất thế chủng trí gọi là phát minh rốt ráo tâm đại thừa, tức là thành Phật. Chánh văn hỏi: Chư Phật đã có nghiệp dụng tự nhiên thị hiện khắp tất cả chỗ, làm lợi ích cho các chúng sanh. Nếu chúng sanh nào thấy được thân Phật, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc thấy thần thông biến hóa của Phật thì đều được lợi ích. Tại sao trong thế gian còn có nhiều người không thấy được Phật? Đáp: Pháp thân của chư Phật bình đẳng và khắp tất cả chỗ, tự nhiên làm lợi ích cho các chúng sanh, không dụng tâm hay cố ý. Song cũng tùy theo tâm của chúng sanh mà tự thấy có hiện hay không. Tâm chúng sanh như cái gương, nếu gương bị bụi đóng thì cảnh vật không hiện. Còn tâm chúng sanh bị cấu nhiễm thì pháp thân không hiện. Lược giải. Tiếp theo đoạn vấn đáp trên nghe nói: Phật có thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn, bình đẳng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh mà không dụng công hay cố ý. Nên thính giả nghi, nếu như thế tại sao có chúng sanh được tế độ, có chúng sanh không được tế độ? Bồ Tát giải thích đại ý: Phật tuy có nhất thế chủng trí và đủ các phương tiện, thần thông diệu dụng, bình đẳng và tự nhiên làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không dụng công hay cố ý, không phân biệt chủng loại nào. Nhưng chúng sanh có tiếp nhận được hay không là do tâm của họ có thanh tịnh hay không. Như cái gương tuy sáng mà bị bụi bám vào, dù cảnh vật tuy sẵn có cũng không thể gì hiện ra được. Cũng thế, chúng sanh tâm tánh còn cấu nhiễm thì chư Phật tuy có diệu dụng không thể nghĩ bàn, bình đẳng phổ độ, song họ cũng không thể thấy được Phật. Tuy không thấy Phật tế độ, nhưng Phật vẫn âm thầm gia hộ. Ví như kẻ mù sống dưới mặt trời, tuy họ không thấy được ánh sáng, nhưng mặt trời vẫn chiếu đến và họ vẫn nhờ ánh sáng mà sống.